À, xin chào cả nhà, xin chào các anh chị các bạn Hôm nay tôi xin tóm lược lại à, cuốn sách là Ngài Đội Nợ Một phương pháp đầu tư theo giá trị Để anh chị có thể có cái nhìn tổng quan hơn trong quá trình đầu tư Đầu tư theo giá trị, đầu tư trăng trưởng, đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Một nhà đầu tư thành công thì cần phải nắm rõ được tất cả các phương pháp đầu tư để Giúp mình có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình đầu tư của mình Tôi biết ơn tác giả và các cộng sự đã tạo ra những cuốn sách mà tôi có thể tham khảo học hỏi mỗi ngày, giúp cho tôi hoàn thiện tốt hơn trong quá trình đầu tư. Và sau đây là nội dung mà tôi cùng chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Cuốn sách là Ngày đòi nợ. Phần giới thiệu là Con đường từ quy tắc số 1. À, khi dám đứng lên chống lại nghịch cảnh, bạn sẽ thấy chúng chẳng bằng một nửa so với những gì bạn tưởng tượng. Norman Wesley Mở đầu là lời giới thiệu là việc tác giả đưa ra hai quy tắc dành cho tất cả các nhà đầu tư từ việc mua bán cổ phiếu hàng ngày, kiếm sống và chênh lệch giá nhỏ đến nhà đầu tư dài hạn. Quy tắc số 1 là không để mất tiền. Quy tắc số 2 là đừng quên quy tắc số 1. À, để làm được điều này, đòi hỏi các nhà đầu tư phải có tính kỷ luật cao cùng với nỗ lực và sự kiên định Trước khi đi vào vấn đề chính, chúng ta có một vài sự thật trước khi chúng ta bắt đầu. Thứ nhất là các quản lý tương hỗ làm giàu bằng chi phí của bạn chiếm dụng bằng hoặc là lớn hơn 60% số tiền bạn kiếm được thông qua đầu tư. Thứ hai là một người trung lưu sẽ cần hơn 3 triệu đô để được tự do tài chính trong vòng 20 năm hưu trí và các quỹ tương hỗ không thể giúp anh ta thực hiện điều đó. Thậm chí là số tiền anh ta thu được từ các quỹ còn cách rất xa, con số là 3 triệu. Thứ ba là 96, các tay quản lý quỹ không thể đạt được lợi nhuận trung bình là 8% trên một năm của thị trường khi thị trường đi xuống. Bất kể quỹ của họ tự xưng là quỹ ít rủi ro nào đi nữa. Chiến lược đầu tư được trình bày này là đầu tư chủ động làm thế nào để mua và giữ cổ phiếu một cách hợp lý. Đây là chiến thuật đầu tư mua tích trữ hay còn là mua dài hạn. Vì nó sẽ giúp bạn biết khi nào và làm thế nào để tích lũy cổ phiếu của một doanh nghiệp tuyệt vời khi giá của nó đang giảm. Mua tích trữ cổ phiếu cho đến khi giàu, hãy sẵn sàng tự mình đầu tư chứng khoán bằng việc thấu hiểu giá trị của phương pháp mua tích trữ và hiểu được lý do tại sao phải làm vậy lợi nhuận cao hơn rủi ro lợi nhuận cao và rủi ro cao không nhất thiết phải đi kèm với nhau để thành công thì hay nhất là sao chép từ những người thành công và mong đợi rằng lợi nhuận cao với các khoản đầu tư với rủi ro thấp nhất tiếp theo là chương 1 người giàu đã dùng khủng hoảng để phát lên như thế nào hành động sẽ đi kèm với rủi ro và phí tổn thất nhưng chẳng thấm vào đâu khi so với rủi ro và phí dài lao của việc không hành động, John Candy. Cốt lõi của việc chiến lược mua tích lũy cổ phiếu là mua cổ phiếu ở một doanh nghiệp mà bạn rất có hứng thú và mong ước được sở hữu toàn bộ công ty này và sau đó mong đợi giá cổ phiếu xuống thật thấp để có thể thỏa sức mua vào và miễn là bạn có tiền, tất cả những tỷ phú như Warren Buffett, Lý Gia Thành đều làm theo chiến lược này. Mua công ty đừng mua cổ phiếu. Khi mua một doanh nghiệp tức là bạn đang mua một cổ phần của doanh nghiệp đó. Nếu chỉ mua vài phần trăm thì bạn là cổ đông. Còn khi mua toàn bộ cổ phần, bạn sẽ trở thành chủ sở hữu toàn bộ doanh nghiệp. Nếu cố chấp xem việc mua cổ phiếu khác và sở hữu một phần doanh nghiệp thì bạn không thể hiểu và thực thi được chiến lược mua tích trữ. Nếu không hiểu được thực sự giá trị của doanh nghiệp thì bạn sẽ không vui khi cổ phiếu doanh nghiệp đó rớt giá và vô hình dung điều đó khiến bạn trở thành nhà đầu cơ chẳng khác nào con bạc là mấy. Ý tưởng cơ bản của nhà đầu tư là xem cổ phiếu như một doanh nghiệp tận dụng cân dao động của thị trường và tìm kiếm một biên độ an toàn. Đó là những gì mà Ben Graham đã dạy chúng ta. Dù trải qua thêm hàng trăm năm nữa, những điều ái vẫn là nền tảng của đầu tư giá trị bài toán muôn thở mà chúng ta phải hiểu đó là giá trị và giá cả là hai thứ hoàn toàn khác nhau giá cả là số tiền mà bạn cần bỏ ra giá trị là thứ mà bạn nhận được lại từ trong tương lai giá cả thì không đồng nhất với giá trị sự khác biệt giữa giá cả và giá trị luôn tồn tại trong ngắn hạn cổ phiếu phụ thuộc vào quy luật cung cầu về dài hạn giá cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và bí mật của toàn bộ cuốn sách này là mua tích trữ cổ phiếu để đảm bảo giá trị của một doanh nghiệp phải thực sự cao hơn giá trị thị trường bạn bỏ ra mua nó nếu giá trị của thứ bạn mua lớn hơn số tiền bạn bỏ ra để sở hữu nó bạn sẽ được đảm bảo và kiếm ra tiền Vậy làm sao để tôi biết được giá trị thực sự của một doanh nghiệp? Bạn phải đợi thôi, ai mà biết được chứ, những gì doanh nghiệp sẽ tạo ra tiền, nay ngày ấy sẽ đến thôi. Vậy phải đợi bao lâu để giá cả lớn hơn bằng giá trị? Bạn hãy thử phương pháp 10 trừ 10, nếu không sẵn lòng giữ cổ phiếu trong 10 năm, đừng cầm nó dù chỉ trong 10 phút. Lý do để chúng ta thực hành quy tắc này là Thứ nhất, nó buộc chúng ta phải nhìn xa nghĩ dài hạn. Thứ hai là chúng ta có thể mắc kẹt trong một thị trường chứng khoán tồi tệ mà chúng ta thực sự phải chờ đến 10 năm thì giá cả mới bằng giá trị thực và chúng ta phải hoàn toàn bình thản với nó. Tiếp theo là bí mật tiến đến giàu có là lãi kép nhờ vào mua tích trữ cổ phiếu. Để lấy ví dụ cũng như tạo ra động lực cho các bạn thì các bạn nên nhìn vào ví dụ sau, nó là tất cả các bạn có thể nhìn trên màn hình về cách mà tạo ra lãi kép. Nhìn vào đây các bạn có thể thấy được tất cả rồi. Mấu chốt không phải là thông minh mà là tích hợp lý nếu bạn có tư duy logic và bạn đã có thể vùng vẫy trong giới tài chính rồi. Những vấn đề của phương pháp này có cuộc đấu trí giữa cảm xúc, sự sợ hãi, tham lam và lý trí nếu bạn tích lũy mỗi ngày một ít công thức trên thì sau một năm nhìn lại bạn đã có sự thay đổi rất lớn. Nhưng điều ngược lại cũng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tiếp theo là công thức 72. Quy tắc này được hiểu là bạn sẽ mất bao lâu để tăng gấp đôi số tiền tích lũy với bất kỳ lãi suất nào. Công thức là Y bằng 72 chia R. Y là số năm mà bạn chờ nhân đôi số tiền. R là lãi suất hàng năm Công thức này xuất phát từ công thức lãi kép TN bằng A1 cộng R nhân N. Ở đây TN bằng 2 tức là R bằng căn bậc N của 2 trừ 1 tính ngược lại thì ra con số sắp xỉ là 32. Số 5 càng lớn thì càng chính xác. À, các bạn có thể quan sát trên màn hình để rõ hơn về quy tắc 72. Ví dụ, nếu lãi suất bạn đạt được là 24% trên 1 năm, thì sau 72 chia 24 bằng 3 năm bạn sẽ nhân đôi tài khoản. À, bạn gửi ngân hàng với lãi suất là 8%. Ví dụ vậy và chưa kể phí trung gian thì lấy 72 chia 8 bằng 9 năm bạn có thể nhân đôi tài khoản. Điều cần nhớ là để làm giàu hay học cách định giá doanh nghiệp và xây dựng một doanh nghiệp đầu tư gồm các doanh nghiệp có giá bán dưới mức giá trị thực, chiến lược là Thứ nhất là xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp, mua khi giá giảm sâu hơn giá trị. Thứ hai là tiếp tục mua giữ cho đến khi chúng ta còn giảm giá và bạn còn khả năng mua. Thứ ba là tuân thủ quy tắc là 10 trừ 10. Thứ tư là bán khi giá cả lớn hơn giá trị. Thứ năm là chỉ mua những công ty có ý nghĩa và bạn hiểu. Tiếp theo về chương 2 là đầu tư vào các quỹ tương hỗ không mang lại hiệu quả. Không nhìn nhận một điều sai là đủ lâu, ta dễ dàng xem nó là đúng. Thomas Fan Einstein từng bảo rằng điều khó hiểu nhất và cũng có y lực mạnh nhất trên vũ trụ chính là lãi kép. Khi đôi mắt bạn lướt qua những khoản phí và những con số bé tẹo tèo teo tèo đó, đôi mắt của bạn sẽ sáng long lanh và biết tiền đang chảy vào túi họ. Các công ty quỹ tương hỗ không mua tích trữ doanh nghiệp hay thậm chí là đầu tư vào doanh nghiệp. Họ là những kẻ sưu tầm tài sản đơn thuần. Họ là những người chào bán giấc mơ làm giàu. Hãy xem như một giấc mơ mà thôi. Chương này nói chung đề cập đến việc bạn không nên tin tưởng vào các quỹ tương hỗ. Vì chỉ có 4% các quỹ đánh bại lại thị trường, hãy ngưng trả tiền cho cái gọi là quản lý chủ động và chi phí đắt đỏ, những thứ mà sẽ cướp đi 60% lợi nhuận từ hưu trí của bạn. Tiếp theo là ba chữ M là công thức đầu tư không rủi ro. Người thành công và người không thành công không khác nhau nhiều ở khả năng, sự khác biệt chính là khát khao đạt được những tiềm năng lớn lao của chính mình. Nếu bạn muốn tìm ra một nguyên mẫu tốt nhất, hãy hình dung trong đầu hình mẫu hoàn hảo của thứ ấy, sau đó tìm một hình mẫu thực tương đồng với hình mẫu mà bạn đang tưởng tượng. Dưới đây là danh mục 10 phẩm chất hàng đầu làm cho một doanh nghiệp trở nên hoàn hảo trong mắt nhà đầu tư mua tích trữ cổ phiếu. Thứ nhất là doanh nghiệp phải đơn giản và dễ hiểu. Một doanh nghiệp đơn giản dễ hiểu sẽ dễ dàng quản lý và đoán dòng tiền tương lai sẽ dễ hơn, khiến chúng ta dễ dàng xác định giá trị của nó. Thứ hai là doanh nghiệp có một lợi thế độc quyền bền vững. Doanh nghiệp muốn trường tồn thì phải có khả năng chống lại đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp phải có lợi thế mà đối thủ không thể cạnh tranh được, công thức bí mật, thương cái giá phải trả để chuyển đổi sản phẩm, chi phí thấp. Thứ ba là doanh nghiệp bán ra sản phẩm phổ biến, bán sản phẩm mà tất cả mọi người đều muốn dùng. Thứ tư là doanh nghiệp bán sản phẩm tạo ra những thói quen tiêu dùng một sản phẩm buộc mọi người phải mua đi mua lại ngay cả khi tiền bạc không dư giả quay lại vòng sản phẩm chi phí và hàng ngày thường dùng thứ năm là có chi phí sản xuất thấp chi phí sản xuất phải càng giảm khi quy mô sản xuất số lượng tăng thứ sáu là có giá bán sản phẩm hợp lý thứ bảy là nó có biên độ lợi nhuận lớn sản phẩm có thể bán với giá trị cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất Thứ tám là có khả năng tăng giá khi có lạm pháp. Nếu nhà cung cấp tăng giá, sản phẩm cũng tăng giá, nhưng lợi nhuận thì không ảnh hưởng. Thứ chín là sản phẩm và quy mô vận hành của doanh nghiệp làm thế giới trở nên tốt đẹp. Sản phẩm không gây tổn hại đến môi trường, không bóc lột người khác để có được lợi nhuận, làm cho khách hàng tốt lên, sống hạnh phúc hơn. Đối với người khác, theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. Thứ 10 là ban điều hành hành động vì quyền lợi của những cổ đông đầy nhiệt huyết, trung thực, tập trung, một doanh nghiệp tốt, cần có một ban lãnh đạo luôn vì thành công chung của cổ đông, nhân viên, nhà đầu tư, không vì tư lợi cá nhân. Để đáp ứng được tất cả những điều tranh, quả là mò kim đáy bể đại dương. Nhưng để đầu tư chúng ta cần một công ty như vậy, và đó là một công ty tuyệt vời bao gồm những phẩm chất gồm ba chữ M. Thứ nhất là meaning có ý nghĩa với bạn. Để biết được đâu là công ty có ý nghĩa với mình thì cần sử dụng bài tập đơn giản về ba vòng tròn. Thứ nhất là đam mê là liệt kê những thứ bạn đam mê yêu thích. Thứ hai là tài năng, cái mà bạn làm giỏi nhất. Thứ ba là tiền bạc, cái nào bạn kiếm ra tiền sau đó bạn tìm giao của ba thứ này bằng việc nhìn vào danh mục phân loại ngành nghề trong những công ty có trên thị trường và liệt kê chúng ra từ danh sách này chúng ta có thể sắp xếp chúng theo những tiêu chí tìm kiếm như roe p trên e chữ m thứ hai là móc là con hào kinh tế có năm loại con hào kinh tế thứ nhất là thương hiệu một sản phẩm bạn sẵn lòng chi nhiều tiền hơn để mua vì bạn tin tưởng nó. Thứ hai là bí mật kinh doanh, một công ty có quyền sáng chế, bí mật thương mại. Thứ ba là phí sử dụng, một công ty có quyền khống chế thị trường. Thứ tư là chuyển đổi, một công ty đã trở thành một phần trong cuộc sống của bạn và chuyển đổi chỉ đem lại phiền phức. Thứ năm là doanh nghiệp có thể định giá sản phẩm ở mức không ai thể cạnh tranh được. Các chỉ số tài chính yếu ROIC là hệ thống thu nhập à, trên tổng vốn đầu tư là lượng tiền mà công ty làm ra trên à, số vốn đã bỏ ra trong đầu tư ROIC lớn hơn hoặc bằng 10 chỉ số phát triển lợi nhuận doanh số bán hàng giá trị sổ sách à, tiền mặt tất cả nên lớn hơn hoặc bằng 10% không nợ là tốt nhất không để nợ lớn hơn lợi nhuận trong vòng 3 năm. Chữ M thứ ba là manager có ban điều hành, tận tụy, nhiệt tình, chân thật. CEO tuyệt vời, có tinh thần phục vụ, không vị kỷ, người lãnh đạo chăm chỉ làm ăn. Người lãnh đạo chỉ ăn khi mọi người đã có phần. Thứ hai là đam mê ban lãnh đạo, toàn tâm toàn ý với công ty. Thứ ba là danh dự, không bao giờ đánh đổi danh dự, danh tiếng, đổi lấy tiền bạc hoặc là một sự biệt đãi Thứ tư là mục tiêu lớn và đầy thử thách. À, những điều ngược lại như nhận lương cao vải, bãi đáp an toàn, khi ra đi anh ta mang theo nhiều thứ, à, xem tài sản như của riêng anh ta dùng vào việc tư, mua công ty để lớn hơn chứ không phải để tốt hơn. Tiếp theo là phần báo động, không hiểu về ngành xem lại bài tập 3 vòng tròn. Bạn không thể tự tin để nắm giữ cổ phiếu nếu bạn chẳng hiểu gì về ngành đó. Thứ hai là quá lạc quan. Quá lạc quan về chỉ số khiến bạn gặp phải rắc rối. Sự lạc quan sẽ khiến cho nhiều người mua cổ phiếu bị mất đi những quyết định hợp lý. Thứ ba là không có con hào kinh tế thật sự, không đầu tư vào công ty mà ai cũng có thể sản xuất sản phẩm tương tự Thứ tư là không kịp thời cập nhật thông tin mua cổ phiếu và lãng quay nó đi là một sai lầm. Cập nhật thông tin của ngành để biết kế hoạch phù hợp. Tiếp theo là không sợ hãi. Ngày nay con người biết giá tiền của mọi thứ nhưng lại chả biết gì giá trị của mọi thứ cả. Tiếp theo là biên độ an toàn. Để có một biên độ an toàn lớn thì chúng ta cần xác định giá trị của doanh nghiệp đây là vấn đề thăng chốt trong việc mua tích trữ cổ phiếu nếu bạn dự định mua và giữ cổ phiếu lâu dài hãy mua khi giá cổ phiếu hạ hãy mua khi người khác sợ hãi và hãy bán khi người khác tham lam khi biết rõ giá trị của doanh nghiệp mà chúng ta đang mua vào chúng ta vui vẻ với cái giá đã trả cho nó và không cảm thấy lo lắng khi giá trị của nó đi xuống hãy nhớ một điều không bao giờ trả đúng giá niêm yết để mua cổ phiếu. Giá niêm yết là giá bán lẻ, giá trị nội tại, giá trị của doanh nghiệp. Để tính giá trị niêm yết dựa trên 4 yếu tố. Thứ nhất là lợi nhuận dựa trên mỗi cổ phiếu là gọi là EBF 12 tháng gần nhất. Thứ hai là tỷ lệ trang trưởng EBF trong vòng 10 năm tới. Thứ ba là chỉ số BE trong 10 năm qua. Và thứ tư là tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu chấp nhận được giá trị của một doanh nghiệp được quyết định bởi lợi nhuận nó tạo ra trong tương lai hơn là phụ thuộc vào lượng tiền mặt, bất động sản hoặc là vốn chủ sở hữu rồng ở thời điểm hiện tại. Đừng bao giờ nói không bao giờ, đừng bao giờ nói luôn luôn đúng. Trong thế giới của nhà mua tích trữ cổ phiếu, mọi thứ không rõ ràng tuyệt đối. Trắng ra trắng, đen ra đen như lướt sóng cổ phiếu. Muốn có lợi nhuận cao nhất và ít nỗ lực nhất thì nên mua tích trữ. Giá biên độ an toàn là 50% giá niêm yết. Tiếp theo phần 5 là 8 bước chập chững đi đến thành công. Hiểu một cách đơn giản cốt lõi của việc tích trữ và biến dịp hạ giá trở thành cơ hội tăng lợi nhuận đầu tư. Dưới đây là danh sách 8 bước để thực hiện việc mua tích trữ cổ phiếu. Thứ nhất là tìm kiếm, hiểu rõ chúng và đang tìm kiếm gì. Và không tìm kiếm gì để thu hẹp phạm vi tìm kiếm Các tiêu chí đau thương Không có ý nghĩa với bản thân Không có lợi thế cạnh tranh Không có CEO xịn Nợ quá lớn Công đoàn là văn hóa công ty Là miền đất hứa cho việc mua đi bán lại Không dành cho mua tích trữ Ở mục này càng tạo ra mục để theo dõi Và nghiên cứu nhiều hơn Về ngành mà, mà có ý nghĩa với bản thân bạn Thứ hai là xác định giá trị cần nhắc lại rằng giá cả khác với giá trị thị trường sẵn lòng mua khi chúng ta muốn bán và bán khi chúng ta muốn mua thị trường tài chính là một nơi ngập tràn hai thái cực cảm xúc căng thẳng và sợ hãi và tham lam ví dụ giá cổ phiếu giảm xuống hạt độc ngột tăng lên ngài thị trường luôn luôn đặt câu hỏi tại sao chắc hẳn phải có một vấn đề gì đó mà mình không nắm được cổ phiếu đó dao động như vậy Trả cổ tức định kỳ có hai lý do để công ty trả cổ tích. Thứ nhất là công ty có nhiều tiền mặt. Thứ hai là tạo ra một ảo ảnh về doanh nghiệp vững mạnh, có tiền trả đều đặn, chắc hẳn là làm ăn được, ổn định, ít rủi ro. Mà lý do một thì ít lắm, đa số mọi người thì đều nhìn nhận về lý do thứ hai. Cổ tức chỉ tốt nếu công ty không còn cách nào tốt hơn để sử dụng tiền của bạn. Nếu bạn dự định sở hữu một doanh nghiệp trả cổ tích đều đặn thì bạn nên hiểu rõ nó. Đặc biệt tiền này lấy ở đâu, đi vay về trả thì cũng có thể lắm. Thứ ba là theo dõi, tạo ra một danh sách những doanh nghiệp mà bạn đang mong muốn sở hữu. Thứ tư là mua vào, khi giá ở mức bạn mong muốn, hãy mua vào. Tốt hơn hết là nên sở hữu một ít cổ phiếu. À, bởi sở hữu càng nhiều thì bạn càng phải cập nhật nhiều tin tức. Nếu nó quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu mắc những sai lầm vì không nắm bắt được mọi thứ. Thứ năm là sở hữu quy luật cảm xúc trong đầu tư. Khi bạn mua công ty, ngay lập tức giá sẽ giảm. Nhưng nếu bạn không mua, giá sẽ tăng và tăng. Cho đến khi bạn mua nó lại giảm. Và khi đó tâm lý của bạn sẽ dễ bị dao động bởi việc không nên giữ một thứ đang giảm hoặc là phải mua vào cái gì đó đang tăng. Thứ sáu là mua tích trữ tiếp tục mua vào với giá thấp hơn hoặc là bằng khi bạn có tiền. Thứ bảy là bán. Thời điểm tốt nhất để bán một công ty tuyệt vời không bao giờ đến, nhưng nên có một lý do để bạn bán chúng đi. Thứ nhất, bạn cần cả tiền mặt. Thứ hai là bán khi công ty thay đổi về lợi thế kinh doanh cốt lõi theo hướng tệ đi. Thứ ba là bán khi vượt quá giá niêm yết. Tiếp theo, phần 6 là phương pháp sàn và trần kẻ nông cạn trong chờ may rủi, người mạnh mẽ thì tin vào nhân quả. Cách đọc hiểu biểu đồ ra từ trên sàn trần và xu hướng. Cách đọc biểu đồ và nhìn ra sàn trần và xu hướng. Thứ nhất là giá cổ phiếu càng điều chỉnh nảy lên hoặc là nảy xuống nhiều lần khi chạm vào sàn hoặc trần thì sàn trần ấy càng trở nên vững chắc hơn. Thứ hai là để biết được giá sẽ leo bao xa để sàn mới chạm trần tiếp theo thì nhìn vào khoảng cách sàn và trần gần nhất. Thứ ba là giá tăng mạnh quá 3% trên trần hạt dưới sàn cộng với khối lượng giao dịch trung bình ngày càng tăng khoảng 150% thì đây là một dấu hiệu rõ rệt báo hiệu đằng sau một cú đột phá sẽ kéo dài. À, ở đây là một điều tuyệt vời. À, đây là gọi là điểm breakout hoặc là break down, à trong giao dịch với giá tăng mạnh và khối lượng đột phá. Tiếp theo phần 7 là câu chuyện cổ tích của một gia đình. Thời khắc hy hòn của một người. Thời khắc hy hòn của một người này có thể là khoảnh khắc kinh hòn của người khác. Con đường vào rừng chia hai lối và tôi, tôi chọn một con đường ít chăng người qua lại và điều đó làm nên bao nhiêu điều khác biệt một công ty tuyệt vời với mức giá chấp nhận được sẽ tốt hơn một mức giá tuyệt vời với một công ty chấp nhận được hãy sở hữu những công ty mà khiến bạn tự hào khi mua cổ phiếu tích trữ bởi nếu bạn yêu doanh nghiệp đó thì bạn sẽ vui vẻ khi kiểm tra thông tin về nó nếu mua cổ phiếu của ngành mà bạn không hiểu rõ an toàn tí nào hãy nhớ đa dạng hóa và chỉ dành cho những người lơ mơ nếu bạn biết là bạn không biết bạn phải đa dạng hóa nhưng người đầu tư giỏi nhất bám chặt sở tập trung vốn vào phần thị trường mà họ hiểu rõ nhất phần 8 Nếu bạn muốn trở nên giàu có hãy nghĩ đến tiết kiệm vững như kiếm tiền có nghĩa là một tài khoản mà số tiền luôn chuyển sẽ được chuyển vào đó và được phân bổ các khoản đầu tư Hiểu nâu na nếu ta thường xuyên lấy tiền ra và đặt nó vào một vài tài khoản để đầu tư dài hạn. Nếu dòng tiền được phân bổ vào quá nhiều công ty, nhà đầu tư sẽ bị tổn hại bởi danh mục đầu tư quá phân mảnh và nắm quá nhiều sẽ khiến cho ta không thể đánh bại được thị trường. Một người mà thay vì tiếp tục mua lượng nhỏ của những công ty có thể tái đầu tư thì họ lại mua một lượng lớn cổ phiếu của những công ty chỉ mua được một lần. Lái một chiếc xe hào nhoáng, gắn những thương hiệu thờ trang lên trên người và tên tuổi của đôi giày bạn đang đeo đều không có ý nghĩa gì. Bạn không cần phải gây chú ý với ai bởi chẳng ai quan tâm đến điều đó. Hãy mặc quần áo được giặt ủi, tương tắc và mang giày được đánh bóng cẩn thận. Lái một chiếc xe có thể chạy và biết mình là ai. Đừng phung phí tiền vào những thứ tầm phào, hãy là biểu tượng của danh dự và phẩm cách. Khởi đào từ ngày hôm nay với hai bàn tay trắng nhưng có kỷ luật, có kiến thức, có công cụ là một công việc ổn định bạn có thể đạt được cảnh giới tự do tài chính trong vòng 20 năm. Rất nhiều người đang bị che mắt bởi thế giới quan rất hạn chế của họ. Nếu ai đó bảo với họ rằng bạn không thể làm được điều gì chỉ là họ đang bảo rằng hoặc là họ chưa từng làm được. Nhưng nếu bạn tin vào đúng hay sai thì bạn cũng đều đúng cả. Những nhà đầu tư xuất chúng, họ đạt được tự do tài chính là nhờ họ có kỷ luật. Họ dùng các quy tắc để thống trị cảm xúc bản thân, họ trở nên vĩ đại và làm ra tài sản khi người khác chìm trong nỗi sợ hãi. Hãy thực hiện từng bước thật nhỏ để đi đến đích và có thể hôm nay bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh lại chi phí sinh hoạt của mình thấp xuống nhỏ hơn tổng thu nhập nếu bạn chỉ cần đặt vài bước nhỏ trên con đường tiến tới tự do tài chính những điều bất thường sẽ xảy ra và buộc bạn tiến về phía trước chiến thắng nhỏ bé bất ngờ và sẽ được gỡ đến để động viên bạn tiếp tục làm điều đúng cho bạn gia đình bạn hãy tiếp tục bước nữa bước nữa và sẽ không lao sau đó món quà tiếp theo sẽ đến với bạn Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé đầu tiên Phần chính là gia nhập một cuộc cách mạng tài chính quy tắc số 1 một. một thế hệ cần có một cuộc cách mạng Thật khó để trở thành một nhà cách mạng nếu không chắc chắn rằng có nhất thiết phải cải cách điều gì đó hay không Nhỡ như mọi việc đều ổn thỏa và nhỡ như mọi việc đều không ổn thỏa thì sao? Không có gì để mất và mọi thứ để mơ ước sở hữu. Đó là lợi thế của bạn. Những quyết định làm ngay lúc này với các khoản đầu tư của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao về mặt tài chính lâu dài. Trở thành giàu chỉ có đơn giản là tích lũy tiền bạc qua thời gian. Số tiền bạn đầu tư lâu dài nhất sẽ là số tiền đẻ ra cho bạn nhiều thu nhập nhất cái họ có là chi phí họ làm điều mà sẽ giúp họ trả lương nhiều nhất rõ ràng không có tay quản lý nào mua tích trữ vì vốn dĩ hệ thống mà họ thuộc về không cho phép họ làm điều đó thông điệp từ tác giả chúng tôi dạy bạn trở thành người có thể đi trên lời khuyên tài chính hãy đứng vững vàng trên đôi chân tài chính của mình và rồi bạn sẽ có sức để nâng đỡ những người chưa làm được khi nghe qua những điều này, tôi cảm thấy có nhiều ý tưởng, khá nhiều kiến thức mới, giống như bước vào một vùng đất mới vậy. Có thể đây là một khởi điểm cho một hành trình để tiến đến sự thành công và giàu có. Và các anh chị không quên đăng ký kênh, like, share và chia sẻ những kiến thức này đến tất cả những nhà đầu tư, những người đầu tư mới để có thêm những kiến thức để trong quá trình đầu tư trở nên tốt hơn và thành công hơn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn. Xin chào các bạn tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngồi mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình những bài học từ sách vở từ những người thầy xin chân thành cảm ơn tất cả đã vì đã giúp tôi các bạn có xem qua các video của tôi thấy phù hợp cùng đam mê cùng chí hướng thì hãy đăng ký chia sẻ giúp cho chính mình bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn hạnh phúc hơn và thành đạt hơn mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình một là thầy giỏi hai là bạn tốt ba là sách hay chúc các bạn thành công